Thưa quý vị, hôm nay mùng 5 tháng 5 âm lịch là ngày Tết Đoan Ngọ. Đón Tết Đoan Ngọ được xem là nét đẹp văn hóa lâu đời của nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam, với ước mong mùa màng bội thu, hoa màu không bị sâu bệnh phá hoại, cuộc sống ấm no. Tết Đoan Ngọ của người Việt cũng gắn với quan niệm tẩy trùng, tẩy uế cho cơ thể và ngăn ngừa ung dịch trong cộng đồng. Tùy vào mỗi miền mà mâm cúng Tết Đoan Ngọ cũng sẽ có những vật phẩm khác nhau. Và tại miền Nam thì mâm cúng không thể thiếu chè trôi, xôi gất, bánh ú cho lá tre, cơm rượu, heo quay và hoa quả. Ghi nhận tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trong ngày Tết Đoan Ngọ, người thân trong gia đình cùng nhau ăn cơm rượu và bánh ú với quan niệm để thanh tẩy cơ thể, ăn chè, trôi, xôi gất để mọi việc hanh thông. Do đó đây là những vật phẩm bán chạy nhất tại các khu chợ ở thành phố Biên Hòa sáng nay. Thì mong muốn cho gia đình mình được nhiều sức khỏe, được bình an, mà ăn con cháu rồi được mạnh giỏi, mà ăn được thôi. Những năm gần đây, người dân cũng hay thay thế gà cúng bằng thịt quay trong mâm cúng mùng 5, nên ở những quầy thịt heo quay, hàng dài người xếp hàng từ sáng sớm để mua được miếng heo quay ưng ý nhất, dâng lên tổ tiên. Các điểm bán cơm rượu, bánh ú cho cũng nhộn nhịp người mua. Năm nay sức mua vẫn như mọi năm, thì giá cả vẫn bình ổn như vậy. Thì ở đây năm nào cũng bán nhiều loại bánh như vậy, thì bánh nhỏ, bánh lớn tùy theo loại anh, cỡ khoảng 40, 50 gì cũng có. Năm nay cơm rượu có giá từ 25 đến 40 ngàn đồng một hộp, bánh ú cho từ 50 đến 80 ngàn đồng một chục tùy loại. Thịt heo quay có giá từ 300 đến 350 ngàn đồng một ký. Các loại trái cây có giá từ 20 đến 130 ngàn đồng một ký. Riêng mặt hàng hoa tươi giá tăng gần 30% so với những ngày trước, dao động từ 30 đến 80 ngàn đồng một bó tùy loại hoa. Năm nay cô bán là cũng bằng giá như mọi năm thôi, không có gì hết. Thôi là vẫn là 80 ngàn ký. Cơm rượu rồi có 80 ngàn ký. 100 ngàn ký cũng có, thôi bò 100 ngàn. Năm nay thị trường thì nói chung là cái gì nó lên nhất một tí, nhưng mà cô vẫn bán giữ giá để cho mình giữ khách. Cúng mùng 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ là một trong những tín ngưỡng văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta, nhắc nhớ mọi người hướng về tổ tiên, gia đình, giáo dục lòng biết ơn và thể hiện lối sống trọng tình cảm của người Việt ta từ xưa đến nay. Năm nay Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch rơi vào thứ hai nhằm ngày 10 tháng 6 dương lịch. Một số người đã tranh thủ mua sắm lễ vật và cúng từ hôm qua. Một số khác chọn cách đặt online mua đồ đã được chế biến sẵn, chỉ cần mang về bày biện và cúng.